Xin kính chào toàn thể các bác. Đấy, tiếp tục đêm tối ngày hôm nay thì em về tiếp tục là bát Anson Sound 18 TNW3000, sản xuất tại Trung Quốc, làm theo form tiêu chuẩn của Anson Sound 18 TNW3000. Con này công suất đỉnh điểm là 10.000W như trong những video trước em đã có trình bày. Và nhiều các bác cứ nói là em bốc phét, nhưng mà có thông tin chính thức của nhà máy là công suất khởi chạy là 1.800W, công suất chương trình là 3.600, và công suất đỉnh điểm peak, tức là khói mù trong vòng 3 giây là 10.000W, có in trên một cái tật Catano. Lát nữa em sẽ quay cho các bác xem. Và đấy là công suất nguyên xịn của hãng, của nhà máy chuẩn xịn. Còn đây là hàng Trung Quốc, mình có thể gọi nôm na là hàng nhái loại 1. Thì công suất đỉnh điểm trên cái củ loa này, khả năng gọi là làm theo tiêu chuẩn như của hãng đi, thì nó khoảng tầm là 6.000W. Đấy, nôm na là 6.000W 8 ohm, tức là đỉnh điểm. Còn nếu mà các bác đánh trung bình thì tầm 1.000, 1.200 đến 1.500 hoặc 2.000 ở 8 ohm là có thể đánh được một chiếc bát này rồi. Đấy, công suất 8 ohm thôi vậy. Và nếu công suất đỉnh điểm của hãng mà chính xác của củ loa xịn trên một đôi, tức là hai củ loa trên một thùng, thì nó vào peak 20.000W cơ, rất là khiếp. Rồi, chúng ta sẽ quay lại với chuyên mục đó là về hàng. Trong buổi tối đêm ngày hôm nay thì em có là về là hai cặp 18 TNW3000 nguyên đai nguyên kiện. Đấy nhá, nguyên đai nguyên kiện, hàng mang từ nước ngoài mang về. Đấy, cái loại này thì chuyên dùng cho các bác là làm live show sự kiện tiệc cưới, đánh công suất cực kỳ lớn, nguồn gốc thông tin nhập khẩu rõ ràng nhá. Đấy, công suất đây người ta ghi này chỉ có 250W thôi, để còn là trốn thuế. Chứ cái này mà ghi đủ công suất là 1.800W, hoặc là ghi đủ công suất tối đa là 10.000W, các bác biết bao nhiêu tiền thuế không? Nó lên rất là nhiều. Ví dụ thuế này thì nó sẽ cộng là 18% đến 22%. Đấy, đấy là thường thường với những hàng điện tử như này. Thì nó sẽ ăn theo công suất nữa. Đấy, công suất ghi trên bao bì càng lớn, tiền thuế nó sẽ càng cao, nó tính theo cấp mũ nhân lên. Mà công suất ghi trên bao bì nó rất là nhỏ thì tương đương với đó là cái công suất, cái tiền thuế nó sẽ cũng nhỏ đi đáng kể. Đây là từ 22 côn 100, hai tầng côn, đua vai côn này, tensa côn này. Đấy, công nghệ của Anson Sound 18 TNW3000, trọng lượng nguyên kiện của một củ loa như thế này thôi là vào 12 kg, và nguyên đai nguyên kiện cái thùng bìa này nó vào gần 14 kg, hơn 13 kg tí. Con này thì chuyên dùng cho các bác làm mà thay vào những cái hệ thống loa siêu trầm, loa súp mà các bác đánh suốt ngày cháy rồi suốt ngày hỏng, xô từ nạch côn hay là đánh được một nút thì cháy loa gì gì đấy, các bác thay con loa này vào. Em đố các bác đẩy bình thường, đẩy hoạt động bình thường mà đánh có thể cháy được trong vòng 3 giây. Trừ khi là một là đẩy của bác nỗi nha, nỗi đẩy. Hai là các bác chơi sỏ là các bác cắm thẳng điện lưới, điện 220 hoặc là 180. Tức là cái điện áp rất là cao, các bác không qua vào công suất mà các bác đánh thực tải luôn vào khi dòng gọi là điện AC. Đấy, chứ không phải là dòng biến thiên thì nó mới cháy được thôi. Chứ còn cái loại bát này em bây giờ em bán đến gần 40 đôi rồi, em chưa gặp một đôi nào gọi là nỗi hay là bảo hành gì cả. Xin trân trọng thông báo luôn với toàn thể các bác, video từ lúc em quay review vài chiếc bát này đến bây giờ, rất là nhiều người mua, rất nhiều người hỏi rồi, mà cũng chưa gặp trường hợp nào phải lỗi bảo hành hay là đổi trả gì cả, chưa có trường hợp nào cả. Và gửi hàng cho các bác nào là các bác nhận hàng mấy hôm sau gọi điện lại là khen tới tấp, khen nhiệt tình. Em cũng không hiểu là các bác là nghĩ cái gì ở trong đầu, các bác cũng khen nhiều thế. Cũng là cái loa thôi mà sao các bác khen nhiều thế. Em đã khen là một phần rồi, nhưng các bác khen nữa mà là cái điểm đặc biệt. Đấy. Thì đây là nguyên đai nguyên kiện nhá. Thùng về là có bìa dưới này, vành tròn giữa này, túi ni lông của bát và bìa trên cùng với thùng bìa ngoài. Nên là nguyên đai nguyên kiện này bên em bán một cặp là 5.500.000 đồng một cặp bao ship cho các bác. Còn các bác mua nẻ một củ là 3 triệu nhá, không lấy nhiều nhá, 3 triệu một củ bát. Vậy còn một cái củ nẻ kia thì em làm thế nào, em làm gì, ví dụ thế. Nhiều các bác hỏi nẻ rồi, em hôm nay cũng xin chia sẻ luôn các bác là nẻ là nó sẽ là 3 triệu trên một kiện bát này, một củ bát là 3 triệu nếu các bác có mua. Còn nguyên đai nguyên kiện là 5.500.000 là em bán bao ship. Đấy,
mẻ thì nó phải đắt đúng không ạ? Còn các bác mà thích chơi theo kiểu mẻ thì sẽ có lương cho nhân viên nó hôm nay nhiều hơn mọi hôm một tí. Đấy, và cũng chia sẻ luôn với toàn thể các bác là sắp tới em sẽ cố gắng cho ra những cái mẫu thùng thiết kế theo form, ví dụ như thế này, thiết kế theo form đúng tiêu chuẩn của Ethan Sound 18 TNWF 3000. Và cũng em xin chia sẻ góc cạnh lên một tí nhá. Thì bây giờ các bác chờ một chút, em sẽ bật điện thoại lên và quay cho các bác xem qua trên điện thoại một cái số các cái mẫu của thương hiệu Ethan Sound này để các bác xem. Đây là cái thông số mà đề xuất của hãng gọi là hãng mời các bác thiết kế này. Đây các bác xem nhá. Hôm nay tôi sắp đấy. Củ bát đây, công suất ghi trên đây là tiêu chuẩn của hãng. Các bác để ý này. ASE power là công suất là 1800 này, program là 3600 này, peak là 10000 đúng chưa? 95 decibel. Với một củ loa này đánh peak đỉnh điểm là đạt khoảng tầm 143 đến 146 dB. Trên cái mẫu thùng thiết kế của hãng đề xuất đó là cái Homelander Sub. Đây. Homelander Sub. Thì bát nó sẽ lắp như thế này. Đó. Dưới là các thông số rồi là bao nhiêu tấm gỗ trong thùng nó ghi hết đây. Đấy. Thùng này thì sắp tới em cũng sẽ cho ra thị trường. Với mức giá đề xuất cho cái mẫu thùng này là 5 triệu 200 ngàn đồng một cặp. Nó gần giống cái mẫu súp của Precision này, nhưng nó sẽ khác. Và cũng chia sẻ luôn với các bác một cái điểm đặc biệt nữa là em vừa có một vị khách đến tận nhà để lấy mấy chiếc bát 18 thì nó với kép 3000 này. Thì hiện tại vừa đây là có 4 chiếc đây, nhưng bây giờ tổng cộng là còn 2 chiếc thôi. Và bây giờ cũng khá là muộn rồi, thì video em xin phép được tạm dừng tại đây các bác nhé. Và đây là một cái cặp mà em vừa có nhận trao đổi mỗi một vị khách cũng rất là đặc biệt. Hai chú cháu ngồi chơi mà nói chuyện với nhau nghe có vẻ là rất là hợp ý. Đấy. Thùng này thùng xịn, bát này là bát Trung Quốc. Đấy. Một đôi này em vừa nhận lại thanh lý giúp chú ý. Giá thanh lý thì rất rẻ thôi, nhưng mà về sẽ phải thay côn, xử lý lại màng côn nhện keo các cái, sau đó là phải sơn lại thùng nữa. Nên là cặp này sau khi xong xuôi hoàn thành thì sẽ bán ra với mức giá là 4.500.000 đồng một cặp này, giá tại cửa hàng. Với mức giá này thì em tin chắc các bác cũng sẽ săn đón để tìm mua rất là nhanh thôi. Và không để các bác phải mong ngóng nữa. Video đến đây là kết thúc. Và sắp tới em sẽ cố gắng cho ra cái mẫu thùng thiết kế để đánh hợp nhất với cái loại bát là 18 TNWF 3000 này, với cấu hình là súp đơn, súp hầm, Homelander súp. Thiết kế nó gần giống cái mẫu này nhưng nó khác chút xíu. Đấy. Để các bác đi làm sự kiện tiệc cưới, công suất đỉnh điểm một cái chiếc súp nó cần giống này, như mẫu tiêu chuẩn em vừa đề ra như thế, là khoảng 140 decibel. Rất là ghê nha. Tức là đỉnh điểm đạt tầm 8 đến 10.000 W là gần 140 decibel. Rất là ghê. Tức là các bác đánh chương trình là 1136 hoặc 132 dB là các bác có thể đập tốt rồi. Tức là yêu cầu công suất đầy của bác là tầm 8 ohm nhá, là tầm 3.000 W liên tục thì mới đánh gọi là được tầm 133 đến 136 decibel. Đấy, đây là công suất khuyên dùng của hãng. Nên dùng đẩy như thế. Ok, video đến đây là kết thúc. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau.